Cái này không có cân rưỡi. Anh cắt cân rưỡi cho em nhé. Ừ. Ơi, cái thằng Toàn này cái số ngon nhất đấy. Hai cân. Một cân chín. Anh Minh ơi, cho thêm tí nữa đủ. Đúng rồi, cho thêm tí nữa đủ hai cân. Cái lòng này ai làm đấy? Ai làm lòng á? Anh Giáo.